Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp đực man các bạn. Đây, cặp đực man lở nha các bạn. Chân móng đâu hoàn thiện nè, chân kiền khú nè, bật gu nè, sải tích nghiêm chỉnh các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh, nhăn yếm dầu đồ nghiêm chỉnh các bạn. Con này chỉ có điểm mi nhẹ nè các bạn thấy không. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh, gu thì bật, đòn thì dài. Đó. Gu bật, đòn dài, yếm dầu nghiêm chỉnh. Xương cối các bạn, xương cối nha. Yếm dầu nghiêm chỉnh, gu bật nè, đòn dài, xương cối các bạn. Đó, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Đó, cặp đực man này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu man lở các bạn, cặp đực man lở nha. Đó, bật gu yếm dầu nghiêm chỉnh, đòn dài, chân móng đi hoàn thiện nè. Đó, móng sò. Dái hai hòn, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh. Con này là sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, chỉ có điểm mi nhẹ nè. Xương cối. Giá 32 triệu cặp đực man các bạn, 32 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình các bạn. Gù bật, đòn dài, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh. Đó. Gù bật, đòn dài, yếm dầu nghiêm chỉnh, chân móng thì hoàn thiện. Xương cối. À, giá là 32 triệu cặp đực man nha các bạn, 32 triệu. À, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Mình comment dưới màn hình video. Đó, xe mặt xe lưng đều nghiêm chỉnh hết các bạn. À, lông đuôi một chùm luôn. Dái hai hòn, yếm dầu nghiêm chỉnh, gu bật. Đó, xe mặt xe lưng nè, gu cực kỳ bật luôn các bạn. Đo cận cảnh cho anh em thấy luôn. Đó, đo cận cảnh cặp đực man này cho anh em thấy. Đây, cao 1m14 bò. Đít nè, đực man này cao 1m14 bò các bạn. Đó, tai trùng trùng nha các bạn. Đây, đít nè, đít cao 1m19. Đực man này cao 1m14, đít cao 1m19. Đó, xương cối, bật gu. Đó, đòn dài. Chân móng đồ hoàn thiện, dái hai hòn. Đó. Cặp đực man này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu một cặp đực man nha. Man lở, cặp đực man lở thì chủ báo giá là 32 triệu, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết, bật gu. Đó, giấy đen hai hòn, chân móng sò. Con tiếp theo. Ừ, con này tay chà bá các bạn, tay lớn nè, yếm dầu nghiêm chỉnh nè. Đó, đòn dài manh lở các bạn. Cặp được manh lở này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Con này là sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá nè các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá, đòn dài. Yếm dầu đồ nghiêm chỉnh, cái dòng man nuôi mau lớn lắm các bạn, chịu nhiệt tốt, to con. Đó, cùm chân cùm xương đồ lớn, sải lưng sải mặt đồ nghiêm chỉnh, cùm chân cùm xương lớn, sải lưng sải mặt đồ nghiêm chỉnh, chân móng mới hoàn thiện hết rồi các bạn, xương cối, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn, xương cối, yếm dầu nghiêm chỉnh, dái hai hòn. Đó, giá là 32 triệu các bạn, cặp đực man này chủ báo giá là 32 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Giá hai hòn đen khui nè, chân móng nó hoàn thiện nè, đòn thì dài nè, yếm dầu thì nghiêm chỉnh nè, tay chà bá luôn các bạn, manh lở nha, xe mặt xe lưng nè, nghiêm chỉnh nè, không lan giá nè các bạn. Cặp đực man này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Nó các bạn thấy cái đòn không? Hết biết luôn. Đầu to, đòn dài. Chân móng đồ hoàn thiện, xương cối, yếm dầu nghiêm chỉnh. Đó, cùm chân cùm xương rồi chà bá các bạn. Dái hai hòn. Dái hai hòn. Giá 32 triệu các bạn, cặp đực man này chủ báo giá là 32 triệu. Manh lỡ nha các bạn.
Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn mình comment dưới màn hình video nha. Cặp này nó cũng ngang ngang nha các bạn. Bây giờ mình đo cận cảnh cho anh em thấy chiều cao của con này bao nhiêu nha. Đây, cao 1m14 bò luôn nè các bạn. 1m14. Đít nè. Cao 1m14 nè. Cao 1m14 bò nè. Cao 1m14. Đít nè. Đít cao 1m19. Vậy là cặp được man này đồng khít nha luôn các bạn. Đều cao 1m14 bò. Đít là đều cao 1m19 bò. Đó, sái tích cặp man này nghiêm chỉnh hết tất cả các bạn. Giá là 32 triệu các bạn. 32 triệu cặp được man các bạn. Đó, giá là 32 triệu cặp được man nha. Cặp được man này đều cao 1m14 bò. Đít là đều cao 1m19 bò. Giá là 32 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình nha các bạn. Đó, cặp được man này xương cối nè, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh nè, chân móng đi hoàn thiện nè. Đó, giá 32 triệu các bạn, 32 triệu. Đó, các bạn thấy cái đòn không? Hết biết luôn. Giá hai hòn đen hui, sái tích nghiêm chỉnh. Giá 32 triệu. Đó, điều cao 1m14 bò, đích điều cao 1m19 bò. Giá 32 triệu. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp được man lỡ cao 1m14 bò, đít cao 1m19, đồng khít nhau luôn các bạn, đều đồng khít nhau luôn nha. Giá 32 triệu, sái tích đồ nghiêm chỉnh luôn hết các bạn. Đó. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video.